được là thua nè. Bây giờ là từ nay đến đây là cái phổi không thở, phổi mà thở cái phổi dưới nè, nếu mình hình cái bụng cái này thì mở bụng ra mà coi thì thấy nó thấy bây giờ phải thở cái bụng này hình ra chúng ta mới đổi chuyện tập nha. Nè bây giờ cho tao này hít nè, hít cái phổi bụng thấy không, đó làm được thì mở cho làm phần bụng em đó đó mở trên còn còn bóp máy chưa được, hít cho phần bụng trước rồi hít vô vừa thôi, phần bụng vừa thì hít vô đó nó vẫn mở trên nhá, hít vô phần bụng đó rồi hít vô chưa được rồi thấy thôi này. Hít vô trước, hít vô phần bụng trước, tức là giống như chị ưỡn rồi vuốt cái bầu phần bụng mình, phần bụng nè, được hít vô bình thường, không cần hít sâu, thấy không? Nó cứ chạy trên à, nè trên là thua đó, đó, nè đứng nè, nè phần bụng, nè xem được khi chúng thở nhanh, nó vậy. Nè, ví dụ tôi chạy nhanh cái bụng mà tôi không cần nhìn cái nó thóp 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 nha, còn cái phổi làm vậy nó không có được, cái phổi làm vậy là chết cái tim á, cái tim cái phổi này là mới thọt 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 vậy là cái tim đụng nó chết cha cái tim, còn cái bụng dưới này để cho con chó nó mệt á, chó chạy mệt á, nghe không, cái bụng nó dao động chứ không phải ngược à. Bây giờ tưởng tượng nè, nào có thể nó hóa bụng không? Nó tự động cứ thở thở nhanh hả hậu nè, chị khạc cái miệng ra đó đó ấy à, thấy không, chị quay lại cho kia cho coi nè, chị cứ hạ bụng quay bụng luôn này, con chó mệt nè rồi thú vậy, rồi tới gần mình nghe nó tiếng thở nó luôn á, con chó nó chạy nhanh á, tới gần nè cái bụng dưới máu bụng chó đó, chị đó đã được rồi đó, thấy không đó, đó 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 vậy đúng rồi đó, mệt không, nó không có mệt trên, nó không mệt phổi, nó chỉ phòng phòng như này, chỉ thở ra chữ vô bằng cái miệng đó 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 đâu được á, thành ra cái miệng thở nó hạ luôn luôn hạ à, mày thú nó không bao giờ nó ngậm miệng, để mèo chó không bao giờ, con người ngậm miệng thúi lắm, cái gió ra vô cái miệng hết thôi, sạch răng sạch miệng, bởi vậy loài thú không vì cái miệng nó hôi, con chó chặt miệng hửi không, không có mùi đồ ăn trong nó luôn á, người mùi hở miệng ra thúi, nếu mà không nói chuyện chừng tiếng họ thúi quắc à, còn thở bằng miệng nó sạch hết, gió làm khơ không khỏi ra, thành ra cái miệng lúc nào cũng hở, cái lượng đó là đó, bây giờ bắt đầu phải tập thở, thở nó hơi dài được. Ờ thì đó bây giờ mình tập nè, bây giờ coi vô tập. Bây giờ coi thả cái áo nhưng mà phải tập theo cái đó nè, bây giờ để ở tại nè, bây giờ dơ lên nè. Ờ chị đứng theo tôi tập, thở theo thở bụng này nha. Dạ. Thở tới tập hôm nay tập 3 bài đi. Nè, hít vô cái bụng nè. Hít vô. Nhớ không, bình bình ra đâu. Nó bình thường rồi. Thở ra. Phồng bụng sẽ một hơi, cái tôi lấy một hơi tập rồi, thế này nó có bụng xẹp ở đó, nó tự nhiên tự tập đâu, phình bụng đó. Nè phình bụng là đẩy là thở bụng, phình bụng là đẩy ra, xẹp bụng, phình bụng phình bụng, xẹp bụng, tôi ứng cái bụng cho thấy nè, phình bụng, xẹp bụng, phình bụng, xẹp bụng, phình bụng, xẹp bụng, phình cho to cho thấy, phình bụng, xẹp bụng, phình bụng, xẹp bụng, phình bụng, xẹp bụng, phình
Bây giờ thuộc cái động tác tôi với lo phình xẹp rồi. Nhắm mắt rồi, phình bụng, xẹp bụng, phình bụng, xẹp bụng, phình bụng, xẹp bụng, phình bụng. Động tác vẫn thay đổi, xẹp bụng, phình bụng, 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 xẹp bụng. Có cái ba cái phình xẹp, phình bụng. Bởi vì nếu mà quên cái động tác là nó căng là lúc là cái này đẩy vô căng nâng xả là tên mà không thuộc, mà cái phần bụng xẹp bụng là không sai liền, là căng cái này là phần bụng xẹp bụng, ngưng là phần bụng xẹp bụng xả, phần bụng xẹp bụng căng là phần bụng xẹp bụng, ngưng phần bụng xẹp bụng xả, phần bụng đó kết hợp hai thứ rồi đó, căng phần bụng xẹp bụng, ngưng căng phần bụng xẹp bụng xả, phần bụng xẹp bụng. Đây là căng phình bụng xẹp bụng, ngưng phình bụng xẹp bụng, xả phình bụng xẹp bụng. Đó, rồi vô căng phình bụng xẹp bụng, ngưng phình bụng xẹp bụng, xả phình bụng xẹp bụng. Phình bụng căng phình bụng xẹp bụng, ngưng phình bụng xẹp bụng, xả phần bụng xẹp bụng, phần bụng xẹp bụng, phần bụng xẹp bụng. Phần bây giờ lo phần xẹp không để động tác phần bụng xẹp bụng, 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 phần bụng. Phình bụng xẹp bụng, 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 phình bụng xẹp bụng. Phình bụng xẹp bụng, phình bụng xẹp bụng, phình bụng xẹp bụng, xẹp bụng, xẹp bụng, phần bụng, nó khác khác hai lần, phần bụng, hai họ, xẹp bụng, phần bụng, phần bụng, xẹp bụng, phần bụng. Phần bụng xẹp bụng, phần bụng xẹp bụng, phần bụng xẹp bụng, xẹp đó phải học tập vậy lễ bụng, phần bụng xẹp bụng, phần bụng xẹp bụng lúc làm nhanh, phần bụng xẹp bụng, phần bụng xẹp bụng, phần bụng xẹp bụng, làm sao kịp cái phương pháp thường tập của họ, còn phần bụng xẹp bụng nó làm nhanh được, phần bụng xẹp, phần bụng xẹp bụng, phần bụng phần bụng xẹp bụng, phần bụng chứ nó không có tên này nữa, nghe không? Hóc không nhận thở như hát xì đó,
Phân bổ. Rồi. Làm đi. Rồi. Thì làm tự tập lại thử coi. Bây giờ tập từ từ vậy đó.